Sale kịch liệt cuối năm. Hello mọi người, lại là nhà của Miss Store đây. Tết sắp đến rồi mà mọi người chưa biết mặt gì thì ghé nhà của Miss Store săn sale nè. Sale sập sàn từ đây tới hết Tết luôn nha mọi người. Tất cả những mẫu đầm mà treo ở ngoài shop sẽ có giá là 149 cành nha. Có rất là nhiều mẫu xinh luôn mà giá chỉ có 149 cành. Nào là đầm von, kim tuyến, bling bling, đầm hai lớp, đầm dạ, set đồ học sinh, tiểu thư, rất là nhiều mẫu luôn. Ngoài đầm váy xinh ra thì shop còn có sale áo thun đồng giá 59 cành, set đồ bộ hoạt hình dễ thương đồng giá 109 cành. Nhiều mẫu set áo hai dây với chân váy vẫn có giá là 149 cành, rất là xinh luôn á. Mấy bà nào mà không mặc hai dây mặc cúp ngực được á thì vẫn có những cái set tiểu thư rất top với chân váy như thế này nè, cực kỳ xinh, cực kỳ nhã nhặn luôn nha. Có cả những set baby doll áo rộng mặc dạo phố rất là xinh luôn, giống như là set này vậy nè. Mẫu này thì có hai màu, màu hồng và màu kem nữa nha. Nếu mà không có thích cầu kỳ á thì vẫn sẽ có những cái mẫu đầm hoa nè, đầm trơn đơn giản, trẻ trung, năng động để mấy bà đi dạo phố đi chơi. Nói chung là sale rất là nhiều mẫu luôn, mọi người cứ ghé tới lựa nhé. Shop sẽ mở cửa từ 10 giờ sáng tới 10 giờ tối mỗi ngày nha mọi người. Nếu mà không có thích đầm váy thì vẫn có áo sale đồng giá 90 cành, bao gồm áo khoác lửng, áo sweater, áo hoodie, áo sơ mi, rất là nhiều mẫu nha. Mọi người ghé sang sale cho shop trả hết nợ mùa Tết nha. Bye bye cả nhà.